Alo, xin chào mọi người. Hôm nay Trâm Nguyễn US xin review với mọi người một ít bút nịt, dây nịt chuẩn US mà hàng nguyên khối nha mọi người. Đồng nguyên khối à. Đồng nguyên khối thì nó phải mắc hơn dây nịt. Pha đồng này. Bên này là pha đồng, bên này nguyên khối à. Nguyên khối thì đó. Chuẩn hàng của Mỹ, hàng cấp phát nha mọi người. Nó tùy sợi dài sợi ngắn. Cái này là của hãng sản xuất này US, mọi người đọc thấy chữ USA mà đó, hàng chuẩn quân đội nghe. Nhưng mà của hãng, nhưng mà nó lại đồng nguyên khối. Đấy, cái thì có chữ này chữ kia. Cái này này có chữ US thôi ha, không có chữ gì hết. Một sợi của cái đồng nguyên khối này là Trâm Nguyễn bán giá 600 ngàn nha mọi người. 600 ngàn. Ai thích lấy sợi gì, màu gì thì cứ để lại bình luận. Trâm bán mọi người một sợi 600 ngàn à. Sợi này thì có chữ râu riêng. Bao hàng đồng nguyên khối cho mọi người luôn à. Nhiều khi quay quay ngược, quay đầu đuôi, cái đầu xuôi đầu ngược nha mọi người. Đó, bốc nịt hàng chuẩn quân đội Mỹ luôn nha. Giá là 600k một sợi. Này có một cái đầu cọp, đầu hổ, đầu beo, đầu cọp gì đây này. Rồi dây dài dây ngắn gì có hết nha mọi người. Có dây nói chung là không phải theo yêu cầu đâu, nhưng mà cái sợi này Trâm Nguyễn mua sợi dài sợi ngắn chừng nào thì ấy. Mọi người ai cảm thấy thích thì để lại bình luận, rồi Trâm sẽ cho một cái đường link để dẫn mọi người qua Facebook Trâm. Trâm sẽ chụp qua mét hình ảnh cho mọi người xem rõ từng sợi nha, nếu mà mọi người thích mua đồng nguyên khối. Đấy, nó đủ loại luôn. Đây là được có từng này đồng nguyên khối này. Còn bên này là đồng pha inox và đồng dây inox. Và đồng kêu là gì? Dây và vàng thau hả? Rồi cái này thì một sợi là 250 một sợi. Dây dài dây ngắn tùy ha, nhưng mà hàng chuẩn của Mỹ hết đấy. Hàng US hết, quân đội Mark in USA này. Cái này là đồng đen hay đồng gì đây? USA hết à. Nó là trượt chút. Có màu trắng, màu đen, màu đó, USA hết này. Có hãng sản xuất luôn á. Rồi, alo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video của Trâm Nguyễn. Nếu mọi người cảm thấy thích thì hãy bấm đăng ký để theo dõi những video tiếp theo Trâm Nguyễn chia sẻ với mọi người ha. Này V21 Van Laro. Cái này những cái hãng ha mọi người. Những cái hãng nó dập ở trên nắp bút, bút nịt luôn ha. Rồi bút nịt thì dây nịt thì có dây xanh, dây vàng, dây đen, dây đỏ, dây trắng, đủ loại ha. Rồi Trâm chào tất cả mọi người.